Đây ạ, hàng bãi khủng đẩy về cho các bác, cho các cụ đây. Con này gần 50 cân đấy. Gần 50 cân cục này. Con đẩy này các bác, con đẩy này 64 sò. 64 sò ạ. Các bác có thể phang súp kép 50, súp đôi thoải mái ạ. Được chưa? Hàng bãi luôn. 64 sò, được chưa? Con này là con DZK AD1300. Con này các bác có thể phang súp kép nhé. Súp hơi, súp kép đấy, bát 50. Đôi thoải mái luôn. Phang xóa luôn cho em đi, 64 sò. Nguyên đây hai con, nguyên một con này, nguyên một con này nó đã hơn 4 gần 50 cân. Gần 50 cân cục này. 64 sò. Dã man luôn, các bác nào chơi nào, bác nào thích chơi tàn bạo thì đây ạ. Thích tàn bạo gặp em nó. Chưa thèm lau dọn thì nào đâu, còn nguyên bụi luôn. Nguyên bụi hàng bãi về nó thế mà bác. Hàng bãi, hàng cam về đấy, nguyên bụi bẩn luôn ạ. Đấy, các bác nào đang thích chơi súp kép mà mức giá của em nó là 9.800.000. 9.800.000. 9.800.000. Con này công suất tổng của nó không thông báo, nhưng công suất tổng nó phải trên 3.000W. Nó phải tầm 3.500, 3.600W trở lên. Nên là pha súp kép thoải mái các bác nhé. Nhìn mẹ dây của nó vãi đạn. Đấy. Đấy, nhìn chưa? Những con này là muốn di chuyển là phải khênh các bác ạ, phải khênh ạ. Một mình bê mệt lắm, không bê được đâu, không đi được đâu. Gần 50 cân cơ mà, nửa tạ đến nơi thì... Nửa tạ đây, bê đâu. Có khi người mẫu thì bê được đấy, nhưng mà em này bê không bè. Nếu cho em người mẫu nào nửa tạ 50 cân bê được ngay đấy. Nhưng mà em này là méo hết cả mặt luôn đấy. Bê là vãi lái ra quần luôn. Đây, em quay một khu ruột gan cho các bác thôi. Chất như nước cất phía dưới này. Đấy, coi nhìn chưa. Đấy, các bác nào thích công suất mạnh đây, đánh súp rồi đánh loa lớn đấy, mức giá 9.800.000 một con đẩy này. Cảm ơn các bác.